Địa Phong Chiến Season 2 chính thức khởi tranh. Tự do đăng ký theo đội, cuộc so tài PK thực thụ on server. Hệ thức PK 3vs3 kịch tính, tài nguyên như nhau, tùy ý nâng cấp, PK bằng thực tài. Các thành viên còn lại, Yuri thì đang đợi hồi chiêu của mình. Chi nhánh thắng thua hấp dẫn, với mắt thi đấu chuyên nghiệp. Giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng. Cùng tìm ra quán quân của Địa Phong Chiến Season 2.